cùng ban cho các linh hồn ấy. Amen. Thần Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các thiếu nhi quý mến, hôm nay Chúa Nhật thứ 4 mùa chay, giáo hội dùng lễ phục màu hồng. Màu hồng không phải hôm nay để làm lễ cưới, mà màu hồng hôm nay đó là theo truyền thống tốt lành của giáo hội. Ngày xưa Chúa Nhật thứ 4 mùa chay là ngày để chuẩn bị cho các anh chị em tân tòng sẽ được rửa tội vào tối thứ bảy phục sinh sắp đến, tối thứ bảy tuần thánh. Vì thế khi một vài người anh chị em được gia nhập vào giáo hội thì tất cả giáo hội vui mừng, và vì thế hôm nay cho mặc lễ phục màu hồng để nói lên niềm vui của giáo hội là mẹ của chúng ta khi đón nhận những anh chị em tân tòng dự tòng bước vào đời sống làm con cái Chúa. Hôm nay Chúa Nhật thứ 4 mùa chay, cái dịch cúm corona đang diễn tiến và phát triển rất phức tạp trên toàn thế giới. Vì thế toàn thế giới khuyên chúng ta đeo khẩu trang và cố gắng đừng gặp gỡ nhau đông người hoặc là tụ tập để nhậu nhẹt say sưa. Chúng ta cố gắng trong mùa chay thánh, hãy cố gắng sống nơi gia đình của mình, đừng đi lại quá nhiều khi không có những vấn đề cần thiết, và cố gắng tuân theo những gì mà Bộ Y tế cũng như các cấp chính quyền đề nghị chúng ta tuân hành. Trong thánh lễ này, con dâng cùng với các gia đình để thứ nhất chúng ta cầu nguyện cho cái đại dịch này chóng qua, và cho các nhà bác học tìm ra được những thuốc ngăn ngừa và đặc trị những cái bệnh đó là độc hại của thời đại hôm nay, cũng như để tạ ơn Chúa và mẹ Maria cầu bình an cho thế giới, cho các gia đình, cầu nguyện cho các đặng linh hồn và linh hồn Giuse và Maria. Để bước vào mầu nhiệm thánh lễ tạ ơn, trước hết mỗi người chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi lỗi lầm của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi.
lỗi tại tôi mỗi đà. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giang trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giai với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đông để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bethlehem, vì ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua. Khi họ vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: Có phải người sức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không? Và Chúa phán cùng Samuel: Đừng nhìn xem diện mạo, vóc dáng, vì ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chân con người nhìn xem bề ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn. Isai lần lượt đem 7 đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: Chúa không chọn ai trong những người này. Samuel nói tiếp: Tất cả con ông bấy nhiêu đó phải không? Isai đáp: Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên. Samuel nói với Isai: Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về. Isai sai người đi tìm đứa con út. Đứa con út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: Cươi hại trỗi dậy, sức dầu lên nó, vì chính nó đó. Samuel lấy bình dầu ra, sức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người tha tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sợ gì vì uy danh người. Dù bước đi trong thung lũng tôi, con không lo mất nạn, vì Chúa ở cùng con.
cây roi và cây gậy của Ngài. Đó là điều an ủi lòng con. Chúa chọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu con thì Chúa sức dầu thơm, trên rượu con đầy tràn chan chưa. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống và trong nhà Chúa. Tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không xin lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn, vì chúng làm cách thầm kín, giàu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra, vì mọi việc được tỏ bày đều là sự sáng. Bởi thế thiên hạ nói: hỡi kẻ thù đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đi qua thấy một người mù từ khi mới sinh, người nhổ xuống đất lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: anh hãy đến hồ Siloe mà rửa. Chữ Siloe có nghĩa là được sai đến. Anh ta ra đi và rửa rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao? Có kẻ nói: đúng hắn. Lại có người bảo rằng: không phải, nhưng là một người giống hắn. Còn anh ta thì nói: chính tôi đây. Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến những người biệt phái. Lý do là vì Chúa Giêsu hòa bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm vào ngày Sa-bát. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu mà được sáng mắt. Anh đáp lại: Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi đi rửa và tôi được sáng mắt. Mấy người biệt phái nói rằng: người đó không phải bởi Thiên Chúa vì không giữ ngày Sa-bát. Mấy kẻ khác lại cho rằng: làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy? Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù một lần nữa: còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: đó là một tiên tri. Họ bảo anh ta: mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?
rồi họ đuổi anh ta ra ngoài. Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, người liền bảo: anh có tin con Thiên Chúa không? Anh liền đáp: thưa Ngài, nhưng Ngài là ai để tôi tin Ngài? Chúa Giêsu đáp: anh đang nhìn thấy người, và chính người đang nói với anh. Anh ta liền nói: lạy Ngài, tôi tin. Và anh ta sắp mình thờ lại người. Đó, đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay con xin chia sẻ hai tâm tình. Một tâm tình là về ngày lễ hôm nay, và một tâm tình của người môn đệ Chúa Kitô đứng trước cái dịch cúm Corona này. Hai tâm tình rõ rệt. Thứ nhất, các bài kinh thánh, bài sách Cựu Ước từ sách Samuel cuốn thứ nhất kể lại cái câu chuyện đó là một gia đình của ông này tên là ông Jesse. Ông có 8 đứa con trai. Thì Chúa bảo với ông Samuel, cái cậu Samuel đó, là hãy đến cái gia đình này rồi sức dầu cho một đứa con, cái để đứa con đó sẽ lên làm vua. Bởi vì anh chị em biết cái dân Do Thái đó, họ bước vào một cái nền gọi là quân chủ, nền có vua. Nhưng mà cái vị vua lúc bấy giờ tên là Saul, ông này không làm đẹp lòng Chúa, làm mất lòng Chúa. Cho nên Chúa bảo vì Ngài không biết tuân giữ các lệnh truyền của Thiên Chúa, cho nên từ nay không còn làm vua nữa. Cho nên Chúa mới bảo Samuel tới nhà ông Jesse có 8 đứa con trai, sức dầu cho một đứa rồi sẽ tấn phong đứa đó lên làm vua thay cho vua Saul. Và khi tới đó thì nhà ông Jesse này có 8 đứa con trai, có một đứa tên là Eliab, to tài tốt tướng lắm, giống như cái em gì mà nó đừng còn đi làm đi tu đệ tử đây này, tốt tướng lắm. Thế là Samuel tưởng rằng cái đứa tốt tướng này á là sẽ sức giàu, mà Chúa bảo không phải đâu, đừng có xét đoán theo bề ngoài, nhìn nó đẹp như vậy nó chẳng ăn thua gì, ở phía trong nó dở lắm. Cho nên Samuel hỏi nhà ông có còn đứa nào nữa không. Thế là ông Jesse bảo có đứa cái con út đó, nó nhỏ nhỏ như xe cừu kia kìa, nhưng mà nó tốt lắm, tốt bụng lắm. Thế là Chúa mới bảo Samuel lấy dầu sức cho cái đứa con út đó tên là David, rồi từ đó David sẽ lên làm vua. Cái ý của cái bài này đó là con người chúng ta thường xét theo bề ngoài, chẳng hạn thấy cái cô này tốt tướng, cô này ngoại hình đẹp, nhưng mà Chúa thì không nhìn ngoại hình, Chúa không nhìn bề ngoài, mà Chúa nhìn tận đáy lòng mỗi người chúng ta. Đó là bài đọc thứ nhất. Bài đọc tin mừng kể lại có một người mù từ bẩm sinh rồi ngồi ăn xin, và hôm nay Chúa lấy bùn, mù mà lấy bùn rồi xoa vào mắt, rồi nói với người đó hãy đến, đi đến cái hồ Siloe đó rồi được sáng. Thì anh ta vâng lời như thế, rồi làm như vậy, thì tự nhiên mắt anh ta được sáng ra. Và khi anh ta được sáng mắt thì lại đúng vào cái ngày lễ nghỉ là ngày Sa-bát. Cho nên mấy ông biệt phái á, bảo là cái ông mà làm cho cái người mù này sáng mắt ở trong cái ngày lễ nghỉ, cho nên cái ông này không phải là cái người biết giữ luật. Nhưng mà cái người mù á, thì bị quần chúng và những người biệt phái bảo là mày bị mù là do thứ nhất lo cha mẹ mày có tội cho nên Chúa phạt, thứ hai nữa mày cũng có tội cho nên Chúa mới phạt mày mù như thế. Còn Thiên Chúa Ngài không như thế.
Ngài không nói cha mẹ nó có tội hoặc nó có tội, nhưng mà Thiên Chúa muốn qua cái việc này để nhìn thấy hai vấn đề. Thứ nhất, lòng Chúa yêu thương con người. Chúa không nói cha mẹ nó có tội, mà Chúa cũng không nói cái anh mù có tội, mà Chúa muốn là lòng thương xót của Thiên Chúa đến với tất cả mỗi người chúng ta, không phân biệt trẻ già, giàu có học hay không học, làm quan hay làm dân, nhưng mà tất cả đều được Chúa yêu thương. Đó là vấn đề thứ nhất của bài tin mừng. Vấn đề thứ hai của cái bài tin mừng là Thánh Gioan muốn mời gọi cái anh mù này này. Hôm nay anh mù, nhưng mà là anh lại rất là sáng mắt trong đời sống con tim, trong đời sống nội tâm. Cho nên anh đã thưa lên một cái câu: lạy Ngài, tôi tin vì Ngài là đấng cứu độ. Đây mới là vấn đề quan trọng. Bởi vì nhiều lúc chúng ta mắt vẫn sáng, nhưng mà chúng ta coi chừng chúng ta vẫn mù quáng. Mù quáng trong tội lỗi, mù quáng trong những đam mê, mù quáng trong những ươn lười của chúng ta. Còn người mù này hôm nay, dẫu rằng mắt anh ta không được sáng, nhưng cái trái tim của anh ta thì hoàn toàn trong sáng, bởi vì anh nhận thấy nơi Đức Giêsu, Ngài là đấng cứu độ, Ngài là đấng thương anh ta, và Ngài là đấng tới để tha tội cho anh ta. Hôm nay cũng thế, tất cả mỗi người chúng ta có nhận ra điều đó hay không? Điều thứ hai con muốn nói về cái dịch cúm Corona này này. Thứ nhất, chúng ta phải nói rõ với nhau, cái nạn dịch từ bản chất của nó là xấu, không ai muốn có. Và tất cả thế giới đều kinh hoàng trước cái nạn dịch này. Anh chị em coi trên mạng thấy ở bên nước Ý đó, ở miền Bắc nước Ý, cái địa phận gọi là Park Mago đó, chết nhiều quá. Bởi vì anh chị em biết trên đó nó lạnh lắm, mà cái virus này nó càng lạnh thì nó càng phát triển tốt. Mấy ngày vừa rồi ở bên Vũ Hán á, bên mấy anh tàu á, nơi mà cái lò nó phát ra cái dịch này này, người ta phỏng vấn nó tại sao 3 ngày vừa rồi là ở tại Vũ Hán cái dịch cúm này không có phát triển nữa, người ta cầm lại được. Thì người ta cho biết đó là tất cả mọi người phải súc miệng bằng nước muối. Cho nên cái điều này chúng ta có thể làm được, nghĩa là cố gắng dùng nước muối mặn để súc miệng mỗi ngày, súc càng nhiều càng tốt. Bởi vì cái con virus này nó sẽ chết khi gặp nước muối mặn, thì nó sẽ chết. Thứ hai nữa là cố gắng uống nước nóng, nước đừng có nóng quá, nóng thì nó bị phỏng cổ, vừa vừa, mà chớ uống nước lạnh, nước có đá nguy hiểm. Bởi vì virus này nó rất thích cái môi trường nước lạnh và nước mát. Cho nên chúng ta cố gắng hai cái điều đó là giúp cho cái sức khỏe của chúng ta cũng như sức khỏe cộng đồng. Vậy thì cái dịch Corona này là thế giới rất khiếp sợ, và tất cả chúng mình đều mong các nhà bác học tìm ra những loại thuốc đặc trị để chủng ngừa và để chữa trị. Tuy nhiên, chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta rút ra được hai bài học qua cái biến cố dịch cúm virus Corona này. Thứ nhất, chúng ta là thấy rằng con người chúng ta là thụ tạo yếu đuối mong manh vô cùng. Anh chị em thấy bao nhiêu chương trình đi du lịch, bao nhiêu chương trình đi thăm bè bạn, bao nhiêu chương trình làm, hôm nay tan nát tất cả. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, một con người đầy quyền lực trong tay, cũng âm thầm nhẹ nhàng cầu nguyện với Thiên Chúa. Anh chị em biết ông ta cầu nguyện thế như thế nào không? Bằng tiếng Anh, xin tạm dịch như thế này:
Lạy Thiên Chúa là Thượng Đế tôi yêu mến, xin Ngài cứu lấy cái dân tộc của tôi, và xin Ngài thương và nhớ đến cả toàn thế giới cho cái dịch này nó chóng qua, bởi vì nó làm đau khổ cho tất cả thế giới. Và ở bên Ý anh chị em cũng biết, người ta phải tận dụng tới các cái xe quân đội để đi chở các cái linh cữu đi tới những cái lò hỏa táng. Bởi vì trong cái giáo phận Bắc Mago đó, các cái lò hỏa táng bình thường hết chỗ rồi, bây giờ phải dùng xe quân đội chở đi những cái vùng gọi là xa hơn nữa để có lò hỏa táng, bởi vì số người chết quá nhiều. Cho nên thứ nhất, chúng ta rút ra được bài học, chúng ta con người là những thụ tạo rất mỏng giòn, rất yếu đuối, rất giới hạn. Để từ đó ta đừng sống kiêu căng, để từ đó ta đừng sống kiêu ngạo, mà cố gắng sống khiêm nhường, mà cố gắng sống tựa nương vào Chúa và vào các thánh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta trong cái cơn đại dịch này, chúng ta phải hết lòng cảm ơn các bác sĩ, các y tế nhân viên, các người thiện gọi là volunteer, các người thiện gọi là tình nguyện, là hoàn toàn thiện nguyện đó. Người ta đã hy sinh mạng sống của người ta để đi cứu giúp những người bệnh nhân. Anh chị em biết ở bên Ý có 28 linh mục đã qua đời và có 17 bác sĩ cũng đã qua đời, bởi vì dám hy sinh cái mạng sống mình để cứu giúp những người bệnh nhân. Và điểm cuối cùng, chúng ta nhớ điều này, là những lời nguyện cầu của chúng ta, chúng ta đi lễ có trong điều kiện có thể này, chúng ta về nhà chúng ta lần chuỗi này, chúng ta dâng những việc hy sinh này, thì những lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn là được Chúa nhậm lời. Chúng ta đừng có thấy tại sao con cầu nguyện mà dịch càng ngày nó càng lớn ra. Không, lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm lời. Tuy nhiên, Chúa không muốn đáp ứng lời cầu nguyện ngay lập tức, như khi chúng ta trả tiền để mua một món hàng. Anh chị em đi ra ngoài á, mua một tô phở đưa 30 ngàn, rồi người ta đưa cho mình tô phở là có ngay. Còn ở đây chúng ta thấy, chẳng hạn một đứa con không vâng lời cha mẹ, nghịch ngợm đến nỗi bị thương chảy máu, nhiều lúc cha mẹ để đứa bé khóc lóc kêu la thật lâu, không phải vì không thương đứa con, nhưng vì muốn đứa con thấm thía sự đau đớn, để từ nay nó sống ngoan hơn, biết vâng lời cha mẹ nhiều hơn. Nhiều lúc ta phải chịu nhiều đau khổ để thấm thía một bài học trong đời. Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta kiên trì cầu nguyện, khao khát mong mỏi, vì cần có thời gian để chúng ta thấm thía bài học Chúa muốn dạy chúng ta. Con virus nhỏ bé dường như vô hình lại có sức thay đổi lối sống con người của hôm nay. Đó là sống hưởng thụ, đó là sống coi thường người khác, đó là sống hình như muốn lãng quên Thiên Chúa. Nếu chúng ta biết mở mắt và lắng nghe, thì mùa tai họa của dịch cúm Corona lại thành mùa ân phúc, và đức tin của chúng ta lại được trưởng thành hơn. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống đức tin trong giai đoạn khó khăn này, và xin Mẹ Maria là mẹ hiền của Hội Thánh, là mẹ hiền của mỗi người chúng ta, cũng như Thánh cả Giuse là bổn mạng quan thầy của Giáo hội Việt Nam, cầu bầu trước tòa Chúa cho tất cả đất nước quê hương, tất cả Giáo hội Việt Nam và cho tất cả mọi người chúng ta. Amen. Xin mời đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Chúa dẫn đưa nhân loại thoát khỏi sự mù tối tâm hồn, tiến đến nguồn ánh sáng đức tin chân thật. Với tâm tình cảm tạ tình thương Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xưa kia anh em là bóng tối, nhưng hiện nay trong Chúa, anh em là ánh sáng. Xin cho các cha giải tội trong mùa chay thánh này, được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để ân cần yêu thương và nhẫn nại, giúp mở đường dẫn lối cho tội nhân trở về với Chúa. Người tên là Giêsu đã hòa buồn sức vào mắt tôi và bảo: Hãy đến Siloe và rửa. Xin cho các anh chị em khiếm khuyết, nhất là những người khiếm thị đang mong vượt qua sự tối tâm thể xác, luôn được Chúa và tha nhân nâng đỡ, để họ luôn vui sống qua cái nhìn của đôi mắt đức tin và tình mến. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Thầy, tôi tin. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng biết luôn can đảm sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận bằng những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày. Xin Chúa nhầm lời chúng. Lạy Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng vĩnh cửu, xin cho chúng con biết can đảm sống như con cái sự sáng, bác ái yêu thương, tin tưởng phó thác nơi Ngài, Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Thần tâm
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mô, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng hầu mưu cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và sinh nhân cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thế, người dân đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền và nâng lên hàng nghĩa tử của Cha. Vì thế mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mời cùng với toàn thể thiên thần. Chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Gia Mục Emmanuel chúng con, Đức Gia Mục Tôma và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, và xin Chúa ban sự bình an cho thế giới, ban sự bình an cho các gia đình. Xin Chúa cũng nhớ đến các tặng linh hồn, cũng như linh hồn Giuse và Maria, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy cầu chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.